Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay Nhuận Đức tiếp tục làm chương trình ký sự cho các cụ ông. Bữa nay chương trình này cho các cụ ông, rồi vài bữa nữa tới mấy chú trẻ, cái nữa là bên chùa Hộ Pháp chúng ta là bên Nam là xong quý vị. Nên là những cái chương trình này khắp nơi nơi người ta coi nó cũng rất là hoan hỷ. Và cũng rất nhiều người nói rằng là khi coi người ta tinh tấn niệm Phật thêm. Nên những đức khi làm chương trình này mình thấy mình cũng rất là vui, vì nó lợi ích cho hàng Phật tử khắp nơi nơi. Hôm nay tới chương trình này, tới chú này. Chú hôm nay bao nhiêu tuổi vậy chú? Dạ, Di Đà Phật. Bây giờ con năm nay là 53 tuổi ạ. Chú pháp danh gì? Dạ, con pháp danh là Minh Nguyên. Minh Nguyên? Dạ. Rồi... chú vô chùa mình ở được mấy năm rồi? Dạ, bạch thầy, con vào chùa đây được 4 năm rồi thầy. Được 4 năm. Dạ. Mà chú thấy vô đây 4 năm tới giờ mình tu hành, nó có cái sự an lạc, vui vẻ trong tâm mình nhiều không chú? Dạ, bạch thầy, nếu con vào trong này tu hành thì con thấy được cái an tâm và an lạc hơn ở ngoài. Chứ ở ngoài con cũng tu nhưng mà nói chưa đúng thì cũng chưa biết thế nào là cái tu. Khi là muốn mệt tí là lên tu rồi, nhưng mệt tí là lại nghỉ. Nhưng từ khi con vào đây thì mệt con cũng cố gắng lên tu, thì thấy cộng đồng với chúng thì con thấy như vậy là cái nghiệp của con là nó cũng tiêu đi rất là nhiều thầy. Rồi lúc trước chú cũng có bệnh mắt, bệnh gút chân cẳng vậy á. Dạ. Bây giờ chú niệm Phật chú có thấy giảm đỡ gì chưa? Dạ, con vào đây ăn chay niệm Phật thì con thấy giảm được 70% rồi thầy. 70% luôn? Dạ. Đặc biệt quá hả? Rồi nghe nói cặp mắt chú lúc trước bác sĩ nói là chú cũng sao không thấy đường á. Dạ. Nhưng mà chú niệm Phật không mà bây giờ thấy thì sao? Bây giờ này nó vẫn trở lại bình thường thầy. Thấy đường? Dạ. Đó là cái công đức niệm Phật thù thắng ha. Dạ. Nên chú vô đây niệm Phật mà được rất nhiều cái sự lợi ích. Rồi con đồ nó cũng biết niệm Phật với mình. Rồi người bạn đời bây giờ bà cô cũng ở bên đạo tràng bên kia, bà lo đạo tràng bên kia, còn chú thì bên đạo tràng Hộ Pháp. Thấy chú thấy rằng là mấy chục năm cuộc đời mình ở ngoài đời, và đến khi bây giờ mà gia đình mình phần nhiều ở trong ngôi Tam Bảo, chú thấy cái nội tâm chú thấy nó có vui quá hay là mình không vừa bụng chú? Dạ, con thấy rất là vui thầy. Bởi vì như trước đây chúng con ở nhà thì chưa biết Phật Pháp gì, thì ở ngoài thì một ngày thì tạo nghiệp một ngày. Các con cũng theo cha mà tạo nghiệp. Chứ đến lúc mà con đổ bệnh thì cũng may được thầy như vậy là cho chúng con về đây tu hành. Thì chúng con thấy được cái là bệnh tật của con thì rất là giảm rất là nhiều. 10 phần là giảm đến 70% rồi. Thì các con thì cũng là biết được Phật Pháp. Từ theo như chúng con mà thấy giảm như vậy mà các cháu con của con nó cũng theo. Dạ. Hay ha. Rồi chú niệm Phật được lợi ích gì? Trước nhất là người ta thấy chú là người ta có tính tâm. Dạ. Gương mặt sáng sủa, người thấy cũng tươi tắn thoải mái vô cùng. Chú này tuy còn 50 mấy tuổi nha quý vị, mà lúc trước là bệnh nhiều lắm, rất là nhiều, chú yếu chân cẳng rồi ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ tương đối là khỏe 70%. Chú vừa nói bây giờ chú có vài lời gì gỡ đến người thân hay là gia đình con cháu? Dạ. Những công đoạn này là những đức làm chương trình này có thể mãi mãi đó chứ. Dạ. Sau này mình trăm tuổi già chứ nữa, công đoạn này vẫn để lại. Chú có vài lời chú gỡ đến người thân hoặc là hàng Phật tử vài câu gì để mình kết duyên với chúng sanh, kết duyên tịnh độ ha. Con cảm ơn thầy cho con qua cái clip này, thì con cũng xin gửi lời đến các anh các chị, rồi các em hai bên nội ngoại, rồi các con các cháu, rồi bạn bè như vậy, rồi xa gần trong ngoài và cũng như trong nước và ngoài nước. Rồi qua cái clip này thì như con, nếu như ngoài đời thì con cũng đã chết rồi vì bệnh tật, nhưng mà vì cái sự được lợi ích của ăn chay niệm Phật mà con đã khỏe hẳn. Cho nên là mong được mọi người cố gắng tín tâm ăn chay niệm Phật, làm lành và tránh dữ, để chúng ta như vậy cùng nhau niệm Phật
hướng về Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nó thì dài là gọn vậy thôi nhưng mà nội dung cũng đầy đủ hết, để cho người thân thấy được rằng sự ăn chay niệm Phật rất là lợi ích, rất là lớn. Dù cho có những người người ta coi chương trình này, người ta cũng chưa có phải phát tâm liền, nhưng mà người ta được gieo cái duyên này chứ. Cái sau này cuộc đời con người, thật sự mà nó sống trong cuộc đời này, ai cũng sẽ gặp sự cố trong cuộc đời. Cuối cùng thì có khi gặp sự cố trong cuộc đời, lúc đó mình lại nhìn nhận qua cái chương trình này, thì chúng ta lúc đó nương vào bổn nguyện Di Đà. Còn những người ta hữu duyên thì ta coi qua, tự nhiên ta tính tâm, ta nương vào bổn nguyện Di Đà, ta niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ta niệm Phật, thì lợi ích hiện tại luôn. Rồi bà cô bển, cô Hải rồi cô lo đâu chàng bên kia, thấy chú gì cũng, cũng mừng. Rồi thêm một cái nữa, giờ đứa con gái cũng bển với mẹ cũng niệm Phật, rồi lo cho đạo tràng, thấy đúng là gia đình phước báo quá. Nên bây giờ chúng ta cố gắng nhờ Tam Bảo giúp cho chúng ta giống như Phật pháp cứu cuộc đời mình đó chú. Chú công nhận không? Phật pháp cứu cuộc đời mình, nên chúng ta cảm ơn Phật pháp, cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn chư tổ sư quý thầy giúp đỡ. Chỉ còn có cái tâm là thành tâm, hết lòng từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời mình, cống hiến cuộc đời mình cho Phật pháp. Dạ. Gây dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc ha. Dạ. Đó, nên là chú niệm dạy câu Phật hiệu kết duyên đại chúng. A Di Đà Phật. 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 Rồi bây giờ chú nở nụ cười kết duyên với chúng sanh khắp nơi nơi kìa. Tự nhiên kêu cười Phật tử nó cũng mắc cười thiệt chứ không vậy. Mà khi mà kêu gì Phật tử khắp nơi nơi vì cũng mắc cười nữa. Thôi kệ, một nụ cười một mùi thang thuốc bổ vậy. Nên kết duyên chúng sanh nụ cười câu ai với Đà Phật. Sau này mình giáng sanh mình trở lại mình độ tất cả chúng sanh mà hữu duyên. Có duyên mới độ được. Nó Phật, nó Phật độ người có duyên, chứ người không có duyên là không độ được. Nên chúng ta phải kết duyên thiện với chúng sanh ha. Thôi giờ chúng ta chào hàng Phật tử đi chú. Để hẹn gặp lại Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi. Thầy hôm nay bao nhiêu tuổi hả thầy? Dạ con 5 ngày nữa là 81 tuổi. Vậy là bằng tuổi hòa thượng mình. Dạ ha. Dạ đúng. Thầy còn mấy ngày nữa 81 tuổi. Dạ. Mà vẫn còn lên chánh điện tu đồ lễ Phật cùng với những đức. Cũng được lắm đó quý vị. Rồi siêng năng niệm Phật là sắc diện rất là tốt. Như là ông tin. Đây là thầy Tỳ Kheo. Dạ. Mấy nãy là mấy ông cụ mấy chú, còn đây là thầy Tỳ Kheo. Nên thầy vô chùa mình ở tu bây giờ nó là được mấy năm rồi ta? Dạ gần 3 năm, còn mấy ngày nữa 3 năm. Thầy vô đây thầy tu, thầy thấy rằng là ở trong chùa mình thầy ở thầy yên tâm không? Dạ rất là yên tâm, rất là an lạc. Dạ. Rồi ở đây thấy tình người sống nhau được không thầy? Dạ rất là quý. Mình có gì thì có tất cả mọi người đều lo lắng cho mình. Bệnh đau rồi cũng có người quan tâm đúng không? Dạ. Thấy bình yên trong cõi lòng mình. Dạ. Rồi thầy thấy được cái pháp môn niệm Phật này mình tu mình thấy nó cái lợi ích nó lớn không thầy? Dạ con nghĩ thì rất lớn. Dạ. Một câu Phật hiệu thôi mà thấy giải quyết được rất nhiều vấn đề đúng không? Dạ. Có khi thí dụ như mình con người mình có khi cũng chở trời chở gió, mình bệnh hoạn. Dạ. Nhưng mà cái lúc thầy nằm thầy bệnh thầy vẫn có điểm nương tựa, đó là niệm Phật đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ nếu không niệm Phật là thầy buồn lắm chứ không dẫn đâu. Dạ. Nó bây giờ thổi của thầy lớn gì à? Bây giờ cái tâm quyết của thầy là thầy quyết chí đợt này với về Cực Lạc hay sao? Dạ quyết chí, quyết chí về Cực Lạc. Bây giờ thầy gồng lên thì đưa tao. Đúng rồi. Đúng không? Quyết chí đúng không? Quyết chí. Quyết chí về Cực Lạc. Quyết tâm. Quyết tâm về Cực Lạc. Quyết tâm, quyết chí về Cực Lạc. Đúng rồi. Đúng rồi, đơn giản người ta Phật tử tính tâm á. Dạ. Tại vì ví dụ như mấy cái việc khác thầy không có nói được, nhưng mà nói tới cái chuyện hỏi ông quyết tâm về Cực Lạc không là ông quyết tâm liền đúng không? Dạ. Có nghĩa là cái cõi đời này khổ quá, bây giờ phải về Cực Lạc mới hết khổ. Dạ. Mà về Cực Lạc mới độ được chúng sanh. Dạ. Chứ có khi đây mình nói người thân mình có khi chưa chắc họ nghe. Dạ. Nhưng mà mình về Cực Lạc mình trở lại mình đủ trí tuệ mình nói cho họ nghe.
Yeah. Đúng không thầy? Dạ yeah, đúng rồi. Nhưng mình là người xuất gia tu đạo mà phải quyết tâm đời này về cực lạc, thấy không? Dạ, yeah, ai gì là Phật. Vậy là cái duyên mà để giúp đỡ cho thầy là lớn. Yeah. Ví dụ như đây có người lo lắng, những đức sắp xếp lo hết rồi. Yeah. Rồi phương pháp tu thì chuyên nhất niệm Phật, yên tâm rồi. Yeah. Rồi tất cả những việc ở trong chùa này là thầy không cần bận tâm nữa. Yeah. Rồi không giữ tiền, không giữ điện thoại gì hết. Yeah. Rồi như vậy là cái duyên quá thù thắng rồi. Yeah. Để giúp thầy giảng sanh đúng không? Yeah. Nó, rồi mỗi ngày lên chánh điện tu hai thờ, lễ Phật ngon lành. Rồi bằng ngày thì cứ nằm bấm số niệm Phật, ngồi bấm số niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Yeah. Rồi buổi sáng đi tập thể dục xung quanh, nghe chim hót đâu. Yeah. Nhìn hoa nở đâu. Yeah. Cũng là sống cái cuộc đời tự tại, đúng không thầy? Yeah. Quá đặc biệt. Đó, nên bây giờ thầy có vài lời gì thầy gửi đến người thân của thầy không? Yeah. Đây là những công đoạn mà có thể để là mãi mãi đó. Yeah. Gửi đến người thân. Không biết nói gì. Không, mình khuyên họ niệm Phật và nói vài câu thôi, sao đó. À, xin khuyên tất cả những vị bà con cô bác xa gần, nhất là mấy con, hãy cố gắng ăn chay niệm Phật, làm lành. Là Phật. Bây giờ thầy cũng xuất gia ăn chay niệm Phật, tu theo phong tịnh độ. Yeah. Thì sau này khi thầy mất đi, bây giờ thay cái tâm tư của thầy để nói là trong chùa mình chuyên niệm Phật, khi thầy mất thì chùa niệm Phật cho thầy. Yeah. Các con, các cháu, người thân có đến thì niệm Phật cho thầy. Yeah. 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 Rồi hoàn toàn là mừng từng hay đám dỗ mỗi năm đều phải làm chay hết. Yeah. Đây là tâm nguyện thầy đúng không? Dạ yeah, đúng ạ. Yeah. Đúng như vậy. Yeah. Rồi ở đây, vô đây là quý thầy sắp làm sao nghe gì? Yeah. Cứ là cứ niệm Phật cho người thân là tốt nhất. Yeah. Rồi vậy là đặc biệt nhất rồi. Rồi vậy là tròn tâm nguyện của thầy ha. Dạ, vậy là Phật. Đó, nên tất cả Phật tử mà coi được thầy thì thấy không? Những người bên cạnh những đức đều là những người gì quý vị? Biết họ là biết A Di Đà Phật. Họ không biết nói gì nhiều, họ chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Vậy mà tâm họ an lạc gì, họ quy nhất cái hướng họ là niệm Phật. Dạ. Cầu sanh cực lạc. Dạ. Còn nếu nhiều phương hướng quá cuối cùng biết đi đường nào. Dạ. Đúng thầy? Dạ, đúng. Bây giờ ví dụ như cho thầy đi một con đường thẳng về cực lạc thì thầy đi được. Yeah. Nhưng mà nếu mà đưa thầy ba con đường coi chừng căn tứ nghiệp thầy mới đi đường nào á. Yeah. Đúng không? Yeah, đúng. Thôi bây giờ một hướng về cực lạc thôi là được rồi. Thôi giờ mình chào hàng Phật tử đi thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hẹn gặp ở cực lạc nha. Hẹn gặp ở cực lạc nha. Phật. Rồi được rồi thầy. Nhân đức vừa nói với mấy chú, nhân đức nói các ông cụ trong chùa mình niệm Phật ông cụ nào cũng hảo tướng quá. Bữa nay vừa mới tặng mấy ông cụ mấy cái khăn quấn cổ nó giống Bạch Công Tử quá. Quá hậu tướng, quá đẹp trai ha. Người niệm Phật mà thấy vui tươi. Giờ ông cụ trước nhất ông chắp tay lại, ông niệm vài câu Phật hiệu kết duyên với công chúng khắp nơi nơi ông cụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên chút. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi ông cụ nở một nụ cười kết duyên với chúng sanh mười phương khắp pháp giới ông cụ. Đúng không? Ờ đó đúng rồi. Để chào chúng sanh. À, rồi đúng rồi. Nó rất là vui, đơn giản thôi quý vị. Mà tự nhiên quý Phật tử coi ở ngoài ngồi cũng mắc cười. Đó là thấy chương trình là thấy đặc biệt rồi đó. Ông cụ hôm nay bao nhiêu tuổi rồi ông cụ? Dạ thưa thầy, con đây là còn tháng nữa là 85 tuổi. Vậy 85 tuổi quý vị. 85 tuổi mỗi ngày lên chánh điện tu 4 thờ. Rồi niệm Phật đồ vui vẻ mà leo lên cái cây cao cắt cành cây. Có khi mà toàn ten ở trên cái lóc nhà rồi cũng làm được lên đây. Thì quý vị biết cái người niệm Phật đó đúng là không tầm thường. Đúng không? Lớn tuổi 85 tuổi. Vậy đó. Nó tỉnh táo rõ ràng, bây giờ khỏi cần nói cái giọng do, chỉ cần nhìn ông cụ thôi. Tự nhiên thấy cái việc niệm Phật ăn chay là lợi ích. À gì đẹp hả? Nó hiện tướng xác thực luôn, nói giọng do. Nó quý vị coi, nên tất cả hàng Phật tử bên ngoài quý vị
tập bao nhiêu môn cách tập thể dục, quý vị biết rằng nó vẫn không thù thắng bằng môn lễ Phật. Đúng không chú? Cái này là xác thực luôn. Nó nên từ đó là nhìn Phật có công đức, miệng niệm Phật có công đức, thân lễ Phật có công đức, tâm ý nhớ Phật có công đức. Nó còn bây giờ mình đi tập thể dục ngoài đường ngoài, mình đi vòng vòng mình nhìn bao nhiêu thứ nó nạp vào. Còn chỉ cần bây giờ mình niệm Phật lễ Phật, mình nhìn Phật là công đức thù thắng. Nên các ông cụ bà cụ trong chùa mà nhà Đức lo được là do niệm Phật lễ Phật khỏe mà ra. Ông cụ hôm nay 85 tuổi, ông thấy rằng đi vào trong chùa mình tu được mấy năm rồi ông cụ? Dạ thưa thầy, con về chùa Hòa Pháp tu này được 4 năm. Ông thấy trong chùa mình sống có tình cảm nhiều không ông cụ? Thương yêu không? Dạ thưa thầy, về sống ở chùa Hòa Pháp con thấy có một cái tình thương thân mật giữa con người với con người. Biết thương yêu nhau, biết tôn kính nhau và biết có những cái điều hay học hỏi để tiến hóa vui đẹp hơn ở ngoài đời. Đặc biệt mà đúng không? Tóm tắt là tốt, đặc biệt. Nên là các con cháu của ông cụ mà coi được công đoạn này nó mừng. Gì đó, thấy ông cụ khỏe. Có khi bây giờ người ta ở xa quá, người ta muốn đi đến đây đi cũng được, lúc này thời điểm khó. Nhưng mà bây giờ như Đức làm chương trình này là người thân các ông cụ coi được. Tại vì cái trang của chùa mình là họ đều có đăng ký. Thì cái chương trình này để lên là họ đã thấy ông cụ. Nên từ nơi đó mà các con các cháu coi được, hay người Phật tử khắp nơi nơi coi các ông cụ này bị tăng tính tâm. Rồi các ông cụ mà ngoài đời đồ mà coi được, cố gắng niệm Phật tao khỏe, ăn chay niệm Phật, phóng sanh, tâm địa mỗi ngày hiền, không có hung dữ hỗn ẩu ra mà khỏe đó. Giờ học theo. Bây giờ mình muốn khỏe mà bây giờ mình mới làm theo. 85 tuổi nó tâm trạng vui vẻ thoải mái ha. Rồi ông cụ có vài lời gì gỡ cho con cháu không cụ? Để lại cho con cháu chứ. A Di Đà Phật, hôm nay con được có cái duyên lành, xin gửi lời theo mây gió về thăm gia đình cùng gia quyến thân bạn quý thuộc. Con xin có đôi lời xin phép thầy, xin phép các bạn cho con mô tả. Các con cháu hãy vâng lời theo ba đã hướng dẫn, là tuy rằng gia đình mình cũng có duyên lành ăn chay niệm Phật từ lâu, nhưng mà ba muốn các con cháu tiếp tục trên con đường của ba đi để trở về với Tây Phương Cực Lạc. Chứ ở thế giới này dù cho giàu có cỡ nào đi chăng nữa, rồi mình cũng cái của vật chất đó thì lúc sanh mình không mang đến, chết mình cũng không mang đi được. Nhưng giờ đó mình bận tâm với nó thì nó sẽ lôi cuốn mình vào con đường ác đạo. Bởi vậy cho nên ba cũng có đôi lời gửi theo mây gió mà thăm gia đình. Ai ơi niệm Phật cho bền, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một đời, đến khi nhắm mắt tàn hơi, một câu Phật hiệu không rời nơi tâm. Hề về phượng nở bao lần, chùa xưa còn đó người thân đâu rồi. Người thân theo Phật từ lâu, mà mình mới chấp đứng ngồi còn đây. Nên quá hay, cho vào bàn tay. Hay quá. Nên anh cụ làm bài thơ bất ngờ. Những đứa thì cũng nhảy cười lắm quý vị. Nên làm chương trình nó cũng vui trong lòng, khi nó cũng cười cười hoài. Mình nhảy cười lắm. Cười với quen à. Nên từ nơi đó mà thấy mấy ông cụ khỏe mình mừng ghê. Nên mong gia đình của cụ coi được những con đạo này, các con các cháu sau này ông bà cha mẹ của mình mất đi, quý vị cố gắng niệm Phật hồi hướng là thù thắng nhất. Rồi báo cho quý vị biết vô đây niệm Phật cho ông cụ, xong rồi từng thắt đồ đám dỗ rồi chúng ta đều tưởng nhớ đến ông cụ bằng đồ chay hết thôi, rồi mình làm những cái phước thiện gì để hồi hướng cho ông cụ. Đó là tâm nguyện đó không cụ? À Di Đà Phật. Rồi ví dụ như ông cụ đây ông niệm Phật thì sau này ông trăm tuổi già ông mất đi thì chùa lo xong hết trơn, đưa lên đài quả táng. Quả táng xong hết rồi thì mình để hô cốt để 49 ngày niệm Phật. À, không cụ? Rồi xong qua 49 ngày theo ông cụ thấy rằng là
mình đem ra biển, mình giải ngoài biển hay là cho con cháu đem về nhà? Dạ, theo ý kiến con chưa nói, nhưng mà con định trước là phải đem ra biển để thả xuống dòng nước. Vì đất nước phải trả về cho đất nước, chứ không nên đem về nhà, không tốt. À, vì được rồi, vậy là đúng tâm tư ông cụ. Dạ. Cứ vậy mà làm, người ta còn sống. Đây là lúc sáng suốt rõ ràng. Dạ. Tâm nguyện thì người thân phải làm theo đúng tâm nguyện vậy. Ha. Vô đây thì niệm Phật thôi chứ không có ý kiến với quý thầy gì hết. Yeah. Quý thầy sắp sao nghe vậy đúng không chú? À, gì là Phật. Rồi vậy là đặc biệt tốt rồi. Ông cụ này rất là vui, quan hỷ lắm. Làm chương trình này chắc nhiều Phật tử coi cũng rất là vui ha. Thôi bây giờ chúng ta chào hoa Phật tử đi ông cụ. Yeah. Chào hoa Phật tử. Con xin thầy cho phép con để tiếp xúc với bạn các bạn của con. À, vài lời nữa đúng không? Vài lời. Tiếp tục vài lời. Về trước đây là tôi cũng ở nhà vừa cùng các bạn, nhưng mà được cái duyên lành cho nên tôi được tìm sư học đạo đến đây chùa Hộ Pháp, được gặp thầy Nhuận Đức chỉ dạy cặn kẽ. Sáng chiều thầy lo chăm lo cái vấn đề ăn uống này đó đầy đủ hết tất cả. Cái ơn của thầy Nhuận Đức là cái ơn giáo dưỡng này không có thể lấy một cái gì ví dụ mà sánh được, so sánh với cái công ơn của thầy được. Bây giờ chúng tôi ở đây phải ráng cố gắng tu học, quyết tâm quyết chí một lòng theo Phật để vãng sanh vào thế giới cực lạc. Thì trong khi thời gian tôi ở nhà thì có đeo những cái chứng bệnh về thân như là huyết áp, bệnh tim mạch, đeo chứng bệnh về tâm thì có cái tính sân si, cho nên là cái bệnh đó bác sĩ cũng thua chữa không được. Nhưng mà từ ngày tôi về để chùa được gặp thầy, nhờ thầy giáo hóa chỉ dạy cho nên được, tuy rằng chưa hoàn hảo được nhưng mà cũng được 80%, thì thấy cái tâm của chúng tôi rất an lạc. Bây giờ ở đời người không ai khỏi sự đeo bệnh, nhưng mà sự đeo bệnh đó là một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Vì nhờ cái sự tu tập của mình cho nên cái thân bệnh nó cũng tiêu, giờ bệnh tình thì nó phục hồi sức khỏe, mà cái tâm bệnh nó cũng còn chút ít thôi, không còn nhiều nữa. Bởi vậy cho nên tôi có vài lời gửi đến các bạn, để tuy rằng không vào chùa tu được nhưng ở nhà cũng vẫn ăn chay làm lành, tốt đời đẹp đạo, để cho sống nó cái cuộc sống được an vui hơn. Cho nên tôi cũng có vài lời di chúc lại các bạn, gửi theo mây gió mà đưa đến các bạn nếu được có duyên lành mà nghe. Trái oan chưa dứt thuở nào thôi, muốn đèn phi thanh ráng trả rồi. Đạo lý tu hành cho thoát tục, tiền quay nợ hỏi số ai ý bôi. Mỗi việc ác là mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Vay bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, xưa nay nhân quả luật điều không nể ai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cụ này hay nha. Chương trình hay nha. Thôi giờ chào hậu tử thêm cụ, tôi hẹn gặp ở cực lạc nha. Chào các bạn, các thân của chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau tại thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Rồi hay quá. Chú chắp tay niệm vậy có Phật hiệu kết duyên đại chúng chú. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ông cười kết duyên chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Đúng không? Vậy đó, niệm Phật rồi thì cười kết duyên. Bao nhiêu có thôi đó, vậy mà tu phước tu duyên để là mãi mãi đó nha. Đặc biệt nhất là vậy thôi. Chú nay bao nhiêu tuổi vậy chú? Dạ từ nay con năm nay là 70 tuổi. 70 tuổi. Dạ. Chú vô đây tu, người bạn đời cũng ở đây tu phục vụ tam bảo. Một người con trai ở đây cũng phục vụ tam bảo. Mừng, cái duyên thù thắng quá. Gia đình thì biết tu. Và chú vô đây ở được mấy năm rồi chú? Dạ con vô năm 1916, đến năm nay là 21, là 6 năm. 6 năm. Ông cụ ở được 6 năm. Và 6 năm ở đây ông niệm Phật, ông thấy mình niệm Phật
vui không cụ? Dạ hồi đầu mới vô thì cũng cũng hơi chưa quen. Bây giờ quen rồi thấy không lên lễ Phật là coi như vậy người ế ỏi lắm, mà bây giờ mà lên lễ Phật là buổi nhất là buổi sáng thầy, buổi tối nữa lễ Phật xong rồi ra tắm miếng rồi vô xíu lại nhà cơm khỏi quái vui ha. Dạ. Thích bác ngồi ở đó nó quen biết. Nên vị thấy rằng là người già mà được niệm Phật lễ Phật thì thôi tuyệt vời, quá tuyệt. Chính những đức nuôi người già thấy rõ ràng. Thật sự mà nói đây là một cái món dinh dưỡng thù thắng nhất. Yeah. Đúng không chú? Thấy rõ ràng. Yeah. Như chùa mình chú thấy là người già không mà mình nuôi được là nho niệm Phật lễ Phật mà ra. Yeah. Nó nên cái sự lợi ích này lớn lắm. Rồi như ông chú gặp Phật Pháp được 6 năm bây giờ càng ngày càng nghe những đức nói chuyện. Ông cũng tin vào định lực nhân quả và khi con người chết đi là nó có cái sự xoay chuyển của nghiệp duyên, thấy không? Dạ. Bây giờ ông niệm Phật, ông có cái tâm quyết là đời này ông sanh về cực lạc không? Dạ, con quyết tâm là bây giờ chỉ có đường con đường cực lạc, về cực lạc là con đường là như là tối cô nhắc ở trên chính nhất, chính nhất đúng dạ. Không? Mục tiêu luôn. Mục tiêu đó, dạ. Mạnh dạn phát nguyện mục tiêu là gì phải về cực lạc, ha? Dạ. Rồi mọi mặt là thấy là ông cụ vô đây tu có sự chuyển hóa rất là nhiều. Yeah. Và tốt đẹp, mà nhiều là tốt đẹp, vui, rồi có phương hướng rõ ràng. Và bây giờ mình muốn đem cái sự tốt đẹp để chia sẻ cho người thân. Yeah. Khi họ coi được, ông có vài lời gì ông gửi đến người thân, dòng họ, con cháu không? Dạ, yeah. Thưa thầy, này cũng là nhân dịp ba là được thầy phỏng vấn về vấn đề tu hành ở trong tâm bộ này. Hôm nay được ba nhắc với con là ở ngoài đời dù có cực khổ hay là có gì đi nữa, con vẫn cố gắng niệm Phật. Rồi ba má ở trong này với là em ở trong này do được thầy lo đầy đủ không thiếu, cho nên con có an tâm ở nhà, ở ngoài đời là lo giảm an, đừng có lo gì mấy boy mà về. Chả gì là bọc. Nên là ông cụ gỡ đến người thân, bây giờ ổng nè, rồi người bạn đời, rồi có một người con trai đây, ở rất khỏe, rất bình yên ở đây, chùa lo đầy đủ, ổn định hết. Dạ. Không cần lo nghĩ gì hết chứ. Người thân ở nhà cứ lo cuộc sống của mình cho tốt đẹp. Dạ. Rồi cố gắng tu nhân tính đức niệm Phật vậy là được rồi, thấy không cụ? Dạ. Nó nên cái duyên của các ông cụ được vô ngôi tam bảo tuổi già này thù thắng lắm, nên là mong tất cả các ông cụ già, bà cụ già khắp nơi coi được những công đoạn này nên ở nhà cố gắng niệm Phật, không nên bận tâm nặng nề gì, mình lớn tuổi rồi, sanh con nuôi con khôn lớn hết rồi, giờ mình lo tu thôi, đúng không cụ? Dạ. Là an tâm nhất. Nó nên là thôi mình chào hàng Phật tử đi ông cụ. Chào hàng Phật tử, chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hẹn gặp ở cực lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi được. Ông cụ năm nay bao nhiêu tuổi ông cụ? Con đến Tết này là 81 tuổi. 81 tuổi à, cũng bằng tuổi bà Thượng. Vâng. Ha. Vâng. Ông cụ vô chùa mình ở được mấy năm rồi ta? Thưa thầy, con vào chùa đây là 5 năm rồi. À. Còn ở trước đây còn tu ở trên Tịnh Thất với vậy, sau về Pháp Thường là 3 năm nữa là 8 năm tất cả. À, ở được 8 năm. Vâng. Vậy biết vậy Đức 8 năm nay rồi. Vâng. Ha. Vâng. Ông cụ thấy rằng là từ khi mình xuống chùa Hộ Pháp tới giờ mình tu hành, mình thấy thờ khóa tu rồi ở đây chúng lo cho ông thấy ông bình an trong lòng không ông cụ? Vâng, thưa thầy, con về đây từ ngày em về đây nữa là con rất vui ạ. À. Vì ở đây là anh em là cũng đều quý cả mà tốt. À, khi đau ốm đều là sốt sắng mà lo lắng cho con thấy rất là an tâm. À. Rồi ở đây ông thấy những đức lo cho đại chúng mà mấy cụ già từ khi sống cho đến khi mất là lo hết trơn vậy, ông thấy trong tâm mình cũng rất là yên tâm, mình nương vào đây đúng không cụ? Vâng. Con thưa thầy là con cũng rất là yên tâm, cho nên là con sau khi là con ở Pháp Thường với trên Tịnh Thất 3 năm xong rồi con về Pháp Thường là con xin về đây, nhưng mà con là có cái bệnh áp huyết hết cao,
về đây ai cứ nói là ông ở về hậu pháp là thuốc không có, là ông nguy hiểm lắm. Mà còn quyết tâm có bảo nguy hiểm thì giảng sanh là cùng với tôi, là không sợ, không uống thuốc. Mà từ ngày con về đây 5 năm đến giờ là con không uống qua viên thuốc nào, mà có chỉ có ốm là hai trận, một trận 7 ngày cũng không ăn cơm. Mà trận này vừa rồi đây con ốm là tháng rưỡi, nửa tháng là con cũng không ăn cơm nào, chỉ có ăn cháo thôi. Bữa thì ăn cháo mà bữa không ăn cháo, còn con cứ nằm là con chiêm niệm Phật, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm, mà đến khi mà mồm nó khô đi rồi mà nó nước thì không khát, không muốn uống nước, mà con cứ vẫn cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà con quyết tâm là con giảng sanh. Qua cái lời của cụ nói, quý vị thấy không, y gan lời án tổ vậy luôn. Người niệm Phật khi bệnh đau hay gặp sự cố gì trong cuộc đời, chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh. Thọ mạng hết, được Phật hay là thiết dẫn giảng sanh. Đó là tín nguyện đúng không cụ? Bởi vì những đức biết ông cụ này nằm suốt mấy tuần luôn, là nghe nói là không ăn uống gì được chứ. Vậy mà bây giờ khỏe bình thường. Gì đó. Những đức cũng chịu từ mấy hai tuần. Nhưng mà sức khỏe thì do những đứa còn trẻ nên ngồi dậy sớm hơn cụ nằm liệt giường luôn. Bây giờ ông quyết tâm để cho ông, để cho ông quyết tâm chứ. Bây giờ mình lo kéo ông cụ làm chi, mình đi lợi mình kêu ông cụ thôi bây giờ uống thuốc đi này kia chi. Bây giờ người ta lớn tuổi mà mục tiêu là để sanh cực lạc, rõ ràng ông cụ thọ mạng chưa hết khỏe đúng không? Còn ông tin là như vậy, nếu mà thọ mạng chưa hết là sẽ khỏe, mà nếu thọ mạng hết là sẽ được Phật A Di Đà dẫn về Tây Phương cực lạc. Là có cho nên là con cứ nằm, tuy rằng không ăn được là mồm nó khô mà con vẫn cứ niệm Phật thầm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục á. Tính nguyện hay không là do cái việc những đức hướng dẫn mà ông cụ tin á. Ông cụ làm ông thấy là ông thấy lợi ích rõ ràng không? Những gì những đức nói là nhiều người ta làm ta thấy lợi ích rõ ràng. Thật sự mà nói cái người niệm Phật mình giống như có một chút liều mạng không cụ? Nói thế gian là liều mạng đó, nhưng mà thật sự mình hiểu, mình hiểu Phật pháp chứ không phải liều mạng bậy bạ đâu. Mà mình hiểu Phật pháp là con người khi thọ mạng đến mới đi. Thọ mạng mà chưa đến là tuyệt đối không bao giờ chết. Mà khi ông khỏe rồi xong, ông càng tính tâm với Phật. Ông thấy Phật cứu ông rõ ràng. Đúng không? Vâng, đúng là như thầy nói là rất đúng ạ. Là Phật cứu con rõ ràng đó. Là vì là con này cũng ít ốm đau thôi, ở nhà thì con ốm nhiều. Thế cơ mà từ khi đi tu bây giờ là đúng là về đây là chỉ có mắc hai trận ốm thôi. Chứ còn ngoài ra là không có ốm lặt 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 lặt, con đi tu đều cứ ngày bốn thời. Con tu đều. Ông mà mai mốt mà trăm tuổi già, những đức chỉ cần đến ông nghe tiếng những đức nói ông niệm Phật, ông đi về cực lạc đi. Rồi là ông hiểu rồi đó. Không cần nói vòng vo gì nữa chứ á. Tất cả các cụ trong chùa xin thưa quý vị là thường ngày những đức nói hết rồi. Cái gì những đức cũng nói và cái gì những đức cũng sắp xếp rõ hết rồi. Thì tới khi cận tư nghiệp của các ông cụ chỉ có niệm một câu Phật hiệu thôi, không cần nói vòng vo. Đúng không cụ? Vâng đúng ạ. Ông thấy rõ ràng chỉ có câu Phật hiệu chứ nói vòng vo gì nữa giờ. Thầy cũng như là thầy giảng, thầy nói là con cũng đi tin vào là chỉ có một câu Phật hiệu thôi, giảng sanh là muốn giảng sanh được hay không là chỉ có câu Phật hiệu, là phải niệm đến cùng thì coi là mới được Phật tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc. Còn nếu mà không giảng không niệm Phật là coi như không được. Nhưng mà những đức nó thật sự bữa đó ông bệnh là hình như là cũng cảm sốt đúng không? Cảm sốt ho hen đúng không? Ho con có bị nặng nhất là cái ho. Cái ho mãi cho đến bây giờ nó cũng còn hãy còn thúng tháng ho. Vài tiếng ho mà cảm sốt thì sạch đúng không? Thật sự mình nói với ông cụ, nếu mình ở ngoài đời người ta đưa mình đi test đó là mình bị dương tính chắc chắn luôn. Nhưng những đức cũng vậy nè ông cụ. Những đức xin nói mạnh dạn một câu với quý vị. Phần nhiều thì nếu mà nói ngoài đời là đưa đi là nói dương tính á. Nhưng mà giờ anh em huynh đệ người ta lo lắng cho nhau nhiệt tình có gì đâu. Rồi xong cái chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thọ mạng còn hết bệnh né. Nên hạ Phật tử khắp nơi nơi phải nhớ cái câu là tuyệt đối không có sợ khi bị bệnh. Bệnh là đang giúp cho mình coi tính tâm tính nguyện mình sao. Đúng không cụ? Đúng đó. Như bây giờ ông nghĩ đi. Ông từ cõi chết quay về thì ông còn gì sợ chết nữa? Bây giờ là con đúng là con không từ xưa đến giờ là con không bao giờ con sợ chết hết. Từ con đã phát tâm là đi tu rồi, là xác định là vào chùa là tu, là chỉ có tu rồi tu cho đến tới cuối cùng để được Phật để tiếp dẫn thôi. Còn thì con không sợ chết. Nên rõ ràng tất cả người trong chùa mình, người ngoài đời nghe con đoạn này nhớ nghe. Quý vị dù bệnh gì phải nằm liệt giường liệt chiếu luôn quý vị. Tôi chỉ mong thiện chí thức đến phiên tôi niệm Phật đi. Đúng không? Ăn cháo được không? Tôi lấy một miếng cháo. Không được, niệm Phật đi. Uống nước được không?
uống được tôi lấy cho miếng, không uống được niệm Phật đi. Vâng. Niệm Phật đi, tự nhiên cần cổ mình nó giống như có nước cam lộ vậy đó, ngộ lắm. Vâng. Nó từ nơi đó xác thực 100%. Vâng. Nên bây giờ qua những sự việc này rõ ràng quý vị thấy không, cái người niệm Phật giảng sanh phải có cái tâm không sợ chết. Khi cái tâm không sợ chết này nó do nó tin vào bổ nguyện Phật. Vâng. Và tin vào thỏa mãn con người. Vâng. Thì tức khắc duy trì vậy thì quý vị tu có kết quả liền. Vâng. Qua công chuyện của ông cụ là người thật việc thật rõ ràng. Vâng. Ha. Vâng. Bây hổm nghe nói ông cụ cũng nằm, những đức vô thấy ông nằm. Vâng. Rõ ràng. Con trận này là con ốm nặng nhất đấy. Nặng nhất. Vâng, bởi vì cái ho, mắc cái ho, ho liên tục, ho lổ cổ nhưng mà ăn không ăn được. À, nó nửa tháng không ăn được cơm. Chỉ có ăn cháo thôi, bữa thì húp được bánh cháo mà bữa thì không húp được cháo, cơ mà còn không cố xuống dưới nhà ăn. Chứ còn không dám làm phiền các chú là lấy cơm về nhà, về phòng. Con xuống nhà ăn, con ngồi đó, ăn nhiều ăn ít là con ngồi đó. À, chứ còn thì có mất nửa tháng là cơm không ăn được thì thế thôi, thế còn này con cũng cố gắng dậy, tuy rằng là mệt thì mệt đấy cơ mà cũng cố gắng dậy xuống nhà ăn đều đều. Nên là nghe những công đoạn của ông cụ, cả những đức công tăng thêm tính tâm, nó thiệt tuổi trẻ như mình mà nằm kiểu đó mà yếu yếu mình chịu cũng không nổi, nó đi người già gì. Vì bây giờ cũng trở lại bình thường thôi. Vì có cái tâm rồi là xuống nhà ăn, dù không ăn được không muốn làm phiền người ta. Thật sự mà nói thì mình không nổi cũng phải nhờ người ta thôi, nhưng mà được thì cố gắng. Cái tâm như vậy hay lắm cụ. Chúc mừng cụ. Nó nên từ nơi đó chắc chắn là với tính tâm ông gì là ông là chắc chắn cuối đời là phải là đến trước. Thấy không? A Di Đà Phật. Bây giờ ông có vài lời gì gỡ con cháu, vài lời gì không? A Di Đà Phật. Thưa thầy, là con này ở ngoài Bắc là được ba đứa con thì nó cũng biết là Phật pháp thế cơ mà. Nói thật ra thì nó cũng không đi sâu vào trình độ, nó chỉ có là đi chùa cho vui thôi. Nói đúng nha là đi chùa cho vui. Thế rồi có cái hội, cái công việc ở chùa, có cái việc chi là coi là có một người là đứng ra lo để mà lo cho chùa thế thôi. Chứ còn thì đi chùa là chỉ vui bạn bè với nhau thôi. Chứ còn thì cái mà đi sâu vào trình độ để mà làm Phật, biết A Di Đà Phật là nó không biết đâu. Nó không biết A Di Đà Phật. Mà sau khi là nó nghe tin là con là vào tu ở trong này thì nó điện, nó bảo bây giờ ở nhà cũng có chùa thì bố cứ về nhà mà tu cho nó tiện. Thì con đã nói với sư ông rồi là cho bố tu ở đây. Sư ông đồng ý rồi thì con cứ gọi điện cho bố về. Nhưng mà con nói với chúng nó là con nói là bây giờ là bố không về nữa, mà bố đã tu ở trong này nó quen đấy rồi, mà dứt khoát là bố không về. Mà ở ngoài Bắc là con biết, bố biết rồi, là tu là các con là biết là Phật pháp thế thôi, chứ còn cái đi sâu vào trình độ là không đi sâu vào trình độ. Mà ở trong này là bố là đi sâu vào trình độ, là tu cái pháp ơn trình độ là nó có hiệu quả hơn. Nên là cho nên là cái câu niệm Phật ở ngoài Bắc thì chúng con là đi chùa thế thôi cơ, mà không biết là cái câu niệm Phật A Di Đà Phật là như thế nào. Cơ mà vào đây là cứ A Di Đà Phật nó là rất là thông thường, mà cái câu niệm Phật đó là rất là có hiệu quả. Khi vui là cũng niệm Phật, mà khi buồn cũng niệm Phật. Thế còn thì ở ngoài Bắc thì chúng con là đi chùa đi thấy là đi gọi là đi đua với nhau, có bạn bè đi cho vui thế. Chứ còn thì mà tu vào cái pháp môn chính là các con là không tập trung, không tu vào pháp môn chính, mà ở trong này là bố là chỉ có là tu pháp môn trình độ, là bây giờ là cứ A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi cũng A Di Đà Phật, khi buồn cũng A Di Đà Phật, khi vui cũng A Di Đà Phật, không bỏ cái câu A Di Đà Phật, mà khi ốm cũng A Di Đà Phật, mà không ăn được cũng A Di Đà Phật, cứ mà càng ốm nặng thì coi là càng A Di Đà Phật nhiều, để cho Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Mà có chịu niệm Phật A Di Phật thì mới được Phật tiếp dẫn, còn nếu mà không chịu niệm Phật A Di Đà Phật là không được Phật tiếp dẫn. Cho nên là bố ở trong này bố tu chuyên trách về trình độ, chứ còn thì bố không về ngoài Bắc nữa. Thế còn thì con thì gia đình ở trong này thì trong khu miền Trung thì có 5 đứa con, thì nó cũng mỗi đứa gia đình ở một nơi, mỗi đứa một tỉnh. Nó cũng biết sơ sơ về Phật pháp, thế cơ mà nó không biết sâu lắm, nó là chỉ chung. Thế còn thì nó cũng biết, cho nên là nó cũng cứ nói với con là bây giờ cái bố ở thì bố cứ siêng niệm Phật đi, như là chịu khó niệm Phật, chứ còn giờ đừng có trông ngóng gì chúng con cả. Thế con nói với chúng nó là coi bố giờ bố không có trông ngóng gì chúng mày, bây giờ mà nói như ở ngoài đời là bố là
hai bàn tay trắng. Bây giờ bố vào chùa là hai bàn tay trắng. Chứ còn bố ngoài ra bố không có cái gì cả. Vì bố mình chung thì coi như là bây giờ nhà cửa đất đai này coi là cũng giao cho mẹ mi là quản lý hết và đứng chủ giải quyết hết. Còn bây giờ bố là không còn cái trách nhiệm gì ở nhà nữa. Con nó nói mới chúng nó là như vậy. Hay á. Bây giờ ông là xong rồi. Chỉ có gì cực lạc thôi. Rồi bây giờ những đức thầy ông nói vài lời, ví dụ như sau này ông cụ mất đi có báo cho người thân biết. Còn nếu mà có vô đây thì cái di chúc ông cụ là để là vô đây niệm Phật giùm cho ông cụ. Bây giờ những đức cũng có quan niệm cái chuyện quý vị đem đưa tiền bạc cho những đức hết trơn á. Những đức lo cho ông cụ thì những đức thấy mừng rồi. Rồi bây giờ vô đây chỉ cần niệm Phật cho ông cụ. Rồi những đức sắp làm sao đừng có ý kiến. Đúng không cụ? Rồi khi mà 49 ngày của ông cụ á thì ở chùa cũng là niệm Phật cúng kiến cho ông cụ hết ha. Rồi xong nếu ở nhà mà có cúng kiến gì tưởng nhớ thì làm chay nha. Đúng không cụ? Rồi là mỗi năm đám giỗ làm chay. Không được sát sanh đồ mặn. Đó là tâm nguyện của ông cụ, người làm cha. Bây giờ con cái tưởng nhớ tới ông cụ chỉ cần làm giùm cho ông cụ vậy thôi. Còn cái việc mà trong đây những đức lo cho ông cụ là lo hết chứ. Không sao, không cần quan tâm gì hết. Thôi vậy làm cụ bình yên rồi cố gắng niệm Phật giáng sanh nghe ông cụ. Thôi giờ chúng ta chào Phật tử đi ông cụ. A di đà Phật. Hẹn gặp ở cực lạc nha. A di đà Phật và cực lạc nha. A di đà Phật rồi được ông cụ.